Đầu tiên xin chúc sức khỏe tất cả các cô ông cô bà cùng toàn thể các bạn bè nam thanh nữ thú cô dì chú bác có một sức khỏe dồi dào. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin giới thiệu, đây là ông Toàn và Loan, thân thành là cháu Trang. Tôi xin giới thiệu bà nội của cháu Trang. Tôi xin giới thiệu, đây là bà chị gái của ông Lộc cháu Trang. Vâng, tôi xin giới thiệu, đây là bà dì của mẹ bà Loan. Xin lỗi. Tôi xin giới thiệu là và chú là chú Thanh Thải là em trai của Toàn. Tôi xin giới thiệu ông Thống là em trai của ông Toàn. Tiếp tục là em trai của bà Loan nữa là ông Thiên. Và tất cả đông đủ có mặt tại cuộc vui ngày hôm nay là đông đủ cô dì anh em chú bác nội ngoại của cháu Trang. Vâng, vậy từ đây là tổ tiên đã tin giám sẽ chứng nhận hai cháu liên quan đến chồng Trang là Rơn Quang và Ngọc là Đại Thảo. Và trong người nhà họ tôi kể từ ngày hôm nay đã chấp nhận một thành viên mới. Thì tôi cũng thay mặt cho nhà họ cũng như gia đình và bà Toàn xin chấp nhận toàn bộ những cái báo cáo với hai họ chúng ta thật lòng đúng là tôi rất chi là sung sướng. Các ông các bà cũng biết có cảm giác như tôi không? Bây giờ phút này để con gái sung sướng. Cứ lên chủ ra đi. Kính thưa quý vị, đạo lý nước nơi nguồn ăn quả những người trồng cây đó chính là đạo lý luôn luôn nằm trong trái tim của những người con đất Việt. Chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, các ông bà luôn luôn mạnh khỏe để bảo hộ, để đến với lễ trao quả cưới, một trong những tình cảm rất là thân quen mà gia đình nhà gái muốn được tạo dựng cho cô dâu chờ đầu ngõ. Và cũng giống như tuổi thơ đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, lời ru ngày nào như ngày hôm nay con đã thật sự khôn lớn, con đã tìm được một bến đỗ bình an trong cuộc đời mình. Người ôm con đầu tiên không phải là chồng con mà là bố, người hôn con đầu tiên không phải là chồng con mà là mẹ, nhưng người có thể đi theo con suốt cả cuộc đời này chỉ có thể là chồng con. Và hôm nay thì bố mẹ rất là tự hào khi mà con đã mang về cho gia đình một chàng rể cao to đẹp trai. Và chàng vỗ tay của quý vị đúng không ạ? Chú Thím bây giờ chẳng có gì ngoài điều kiện cả. MC này ghê thật. Và những món quà để cùng dành mừng hạnh phúc cho các cháu. Và gia đình chú Thống tin tưởng người Việt Nam chúng ta đấy ạ. Và chúng ta quan niệm rằng càng trao nhiều quà thì cô dâu và chú rể sau này sẽ càng hạnh phúc. Và đây là món quà đến từ gia đình Bắc Hà. Xin được giới thiệu sự hiện diện của gia đình là món quà đến từ bà Bảy ạ. Sau đây xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng trở về với chiếc nón lá yêu thương. Về giờ nào như tôi nhỉ? Có nghe mọi hai giờ mà. Hai giờ có mặt ở cửa. Hai bà sẽ thắt chặt chiếc quai nón còn lại. Gia đình nhà gái chúng tôi sẽ thắt chặt chiếc quai nón còn lại để gia đình nhà gái gắn bó cho tình thông gia với gia đình nhà trai. Chiếc nón này thì gia đình nhà trai sau khi gia đình nhà gái thắt chiếc quai nón thứ hai thì gia đình nhà trai sẽ nhận lấy để đón cô dâu về. Và trước khi diễn ra chương trình lễ cưới ngày hôm nay. Thank you.
phải hai em. Dù bay lên tháp xuống cành, thiên tình trong nghĩa mờ vẫn bền ta có nhau. Quý vị ơi, những tràng pháo tay thật lớn quý vị để chúc mừng. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Những ngày bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng xa cách giữa mình với ta, bánh ngày xin được cách xa sáng yêu trăng sáng giữa ta với mình. Và xin mời hai em hãy cùng tay chúng ta cắt tờ bánh dưới cùng nhé. Kính thưa quý vị thân mến, tặng bài để san sẻ niềm vui, niềm ngọt ngào trong ngày hôm nay. Ta muốn chén rượu sao thề, hữu sư tí lý ta về với nhau. Từ đây trăng năm kết thúc xe dây tơ hồng, vui sum họp phần chồng phần vợ, đẹp bao hàng kính để dưới trên, đẹp duyên đẹp cả đôi bên, vui phấn khởi xin đẹp trân trọng kính mời hai bên bắt trưởng đoàn. Và một quý vị dành những tràng pháo tay thật đồng nghĩa để chào đón hai bắt trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình rất nhiều. Thân mến, và sau đây xin được trân trọng kính mời và kính mời bác ạ. Kính thưa các cô ông cô bà, kính thưa quan viên bốn họ, kính thưa các bạn bè nam thanh nữ tú của hai cháu, kính thưa tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay, được sự tìm hiểu của hai cháu cũng như được sự nhất trí của chính quyền hai bên địa phương và hai bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã cho hai cháu tác hợp với nhau. Vậy thì mọi người hiện diện có mặt trong hội trường hôm nay, tôi đại diện cho gia đình nhỏ gái chính thức giao cháu Trang sẽ làm râu cho gia đình ông bà họ hàng. Và đây, kể từ ngày hôm nay cháu Trang sẽ chính thức là râu hiền, và gia đình chúng tôi cũng sẽ chấp nhận cháu Ngọc là cháu rể của dòng họ và cũng gia đình ông bà trong đoàn toàn trong đó. Kể từ hôm nay tôi đại diện cho gia đình họ gái cũng không biết nói gì hơn, kính chúc các quý vị đại biểu, các cô ông cô bà cùng toàn thể có người có mặt trong hội trường hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được rộng chơi cầu Bắc để mà nổi sông, bây giờ hai bạn đã lớn khôn, được ăn quả chín nhớ ơn người chồng, và nhà gái đã phát biểu trao dâu, nhà trai xin có đôi câu ân tình, trước là cảm tạ sau là nhận phát biểu của bác trưởng đoàn đến từ gia đình nhà trai có đôi câu phát biểu cũng như chính thức nhận dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính chào quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội hôn. Hôm nay tôi rất vinh dự được cử đại diện cho gia đình họ trai lên phát biểu ý kiến. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn. Hôm nay là ngày vui trọng đại nhất của hai bên gia đình và hai cháu, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương Ninh Bình và Thanh Hóa. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ ngày hôm nay hai cháu đã là vợ là chồng. Tiếp lời của vị đại diện họ gái, gia đình chúng tôi cũng mong muốn rằng hai cháu tự hoàn thiện bản thân mình, mau chóng sống hòa nhập cùng với hai bên gia đình, sống sao cho xứng đáng là người con dâu hiền rể thảo trong hai gia đình, được mọi người quý mến. Trước khi dừng lời, một lần nữa cho phép tôi xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống. Chúc cho hai cháu sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Chúc cho tình thông gia hai nhà ngày càng bền chặt. Và cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị đại biểu cùng các bạn thanh niên nam nữ đã dành những thời gian quý báu của mình về đây dự chung vui cùng với hai gia đình và hai cháu tôi. Xin chân thành cảm ơn. Và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ được đồng đầy. Và bác đại diện cho gia đình nhà trai cảm ơn tấm chân tình và ngọc của tất cả các quý ông, quý bà, quý chị, quý mẹ cùng toàn thể các bạn nam thanh nữ tú. Thật đúng vậy, bác đón cô dâu về làm dâu con họ đồi. Vâng, một lần nữa cảm ơn tình cảm hai bác trưởng đoàn rất là nhiều. Vâng, và xin mời hai bác trở vào bàn danh dự của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là lấy chồng thì không phải dễ, đã nuôi con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay, người con trai yêu thương của mình đã tìm cho mình một nửa yêu và món quà yêu thương đầu tiên trở lên sân khấu. Đúng là sống chung bể ngọt và gia đình là món quà yêu thương thắm thiết nhất mà ngày hôm nay cha mẹ dành tặng trai con. Và món quà này cha mẹ tặng hai con, mong hai con hạnh phúc trên con đường đời. Trước hết cha mẹ có đôi lời, cha mẹ tặng hai đứa vài lời vàng son, chiếc quà nhỏ tấm lòng son cha mẹ tặng mà để nuôi con sau này. Nhớ xin
một như thể tay với chân, mà rách nành đùm bọc giờ hay đỡ đần. Họ cùng sinh ra trong một mái ấm gia đình, cùng được sự đùm bọc của cha của mẹ, cùng chung một dòng sẽ công là chạy lên sân khấu đi ạ. Cầu mà quê nhà nói chuyện thì đã có cây trồng xe duyên, nụ hồng đã kết thành đôi, dù chưa bao tố không dày không xa. Vậy chúc mấy bạn mãi mãi cô dâu rể mới không ai muốn về, người thì bận việc đồng quê, người thì thành phố đi về xa xôi. Đến đây xin tạm dừng lại. Biết anh bên dòng sông chiếc nón.